Quang Vinh xin chào quý và các bạn. Thì có nhiều bạn theo dõi Quang Vinh trên Facebook có thể nghĩ là Quang Vinh rất là chảnh, khó tiếp cận, cho nên có thể là không dám đặt hẹn hay là ngại ngùng gì đó. Nhưng mà Quang Vinh thật sự là xin chia sẻ là Quang Vinh rất là hiền, tuy hiền nhưng mà đâu ra đó. Nhưng mà nếu các bạn thích đặt hẹn thì Quang Vinh sẽ chu đáo đón tiếp. Không có gì mà phải quan trọng hóa vấn đề là Quang Vinh khó khăn hay là khó tiếp cận hay là không thân thiện, cái đó là hoàn toàn sai. Những gì báo chí nói là có thể là làm cho các bạn hiểu lầm, chứ thật sự là Quang Vinh là rất là hiền, không có gì phải e ngại hết. Nếu các bạn thích đặt hàng đến Quang Vinh chơi thì cứ mạnh dạn nhé. Tôi xin chào, bye bye.